Xin chào cả nhà, hôm nay chúng ta đang trên đường xa lộ 249 ở khu Tây Bắc của thành phố Houston. Mình sẽ đến một nơi bán đậu hũ nước đường rất là ngon nha. Xin mời cả nhà cùng theo. Hello everyone, today we're on State Highway 249 in the northwest area of Houston. We're going to a place that's very well known for its tofu pudding. Please join us. Đây, mình đến rồi. Đây có thể thấy chợ Hưng Đông. We're here. We can see the Hưng Đông food market. Chỗ này cũng có rất là nhiều tiệm ăn và cửa hàng của người Việt mình. This area has quite a few restaurants and shops that are Vietnamese. Khu này cách khu người Việt chính trên đường Bel-Air khoảng 25 dặm. This area is about 25 miles from the main Vietnamese area on Bel-Air. Tiếc quá, hôm nay thứ ba không có mở cửa. Ngày làm việc là thứ năm tới chủ nhật, 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Unfortunately, the place is closed today. It only opens Thursday to Sunday 8 to 5. Thôi thì mình qua cơm tấm số 9 để coi có gì ăn nha. So let's move on to cơm tấm number 9 to see what they have. The owner of this place is very nice. Chủ tiệm ở đây cũng rất là dễ thương. Tụi này hay đến đây chỉ mua cơm tấm thôi, nhưng mà họ cũng có rất nhiều món ăn Việt Nam cho mình lựa chọn. We usually come here for the broken rice meal. However, there's also a lot of other options as you can see on the menu. Cũng thứ bảy rồi, hôm nay có cơ hội trở lại tiệm đậu hũ để mua đậu hũ nước đường nha. Finally, it's Saturday. We have some time to come back to the tofu and fast food place. Here they have the fried tofu of many varieties. Ở đây họ có bánh đậu hũ chiên nhiều kiểu, như là chiên sả ớt. And here is the egg rolls and bánh tiêu. Ở đây có chả giò với bánh tiêu. And dessert and meatloaf over here. Ở đây có chả lụa, chả ốc, xúc xích và mấy món ăn tráng miệng, mấy món ngọt. Here's a vegetarian stew, đồ kho chai. They even have butter, cũng có bơ nữa. But here is the main thing that we come in here for. Đây là cái món đặc biệt mình vào đây để mua đậu hũ nước đường, tofu pudding. It's $1.75 per container, buy 5 get 1 free. Đồng 75 xu một hộp, mua 5 tặng 1. So here we are back at home. Bây giờ trở về nhà rồi. Để bỏ vô cái chén rồi làm nóng lại nha. Put in the bowl and heat it back up. Nè,
Thế được rồi, hay còn nóng à. Món này rất là ngon. Tụi này khuyến khích bạn nên thử nha. This is delicious. We highly recommend it. Cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ. Thank you for watching for my channel. Xin chào, bye bye.